Hello, xin chào mọi người. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Video chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái dự án Karate Compass, thì bằng cách là đăng ký sớm để chúng ta nhận cái airdrop trong tương lai đến từ cái dự án này nhé. Thì sau khi bấm vào cái đường link dưới phần mô tả ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái phiên bản tải app ở trên Android. Thì ở đây thì mọi người sẽ bấm vào chấp nhận cài đặt. Mọi người sẽ chọn vào phần cài đặt này để đăng ký cái phần cài đặt nhé. Và đến khi mà cái dự án này nó ra mắt thì nó sẽ tự động cài đặt cho mọi người. Thì mọi người sẽ bấm chọn cài đặt này. Rồi, ở đây nó sẽ hiện ra một cái thông báo là chúng tôi cũng sẽ nhắc bạn khi ứng dụng đó sẵn sàng. Đó, thì ở đây là cái việc đăng ký trước nhé. Nó giống như là chúng ta đăng ký whitelist ấy. Đó, rồi sau này khi mà mọi người tham gia vào dự án này thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được cái airdrop đến từ dự án của nó. Thì mọi người bấm chọn vào đã hiểu cho mình. Đó, thì như vậy là thì mọi người đã đăng ký nhé. Và sau khi mà cái dự án này nó ra mắt ở trên Google Play thì nó sẽ tự động cài đặt cho mọi người. Rồi, tiếp theo thì sau khi ấn vào nút đăng ký xong ấy, thì mọi người sẽ bấm tiếp vào cái đường link thứ hai mình để dưới phần mô tả để chúng ta tiến hành đăng ký bằng email và verify email. Rồi, thì cái giao diện verify email thì nó như này. Ở đây thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ email vào cho mình nhé. Rồi sau đó thì mọi người sẽ kéo thanh trượt này để xác nhận này. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm chọn vào share on Twitter. Rồi và mọi người bấm chọn đăng. Ok, và sau đó bấm chọn got it. Rồi thì đây chính là cái giao diện nhé, và sẽ 10 ngày nữa. 10 ngày nữa thì cái app này nó sẽ có mặt ở trên CH Play. Thế còn ở trên iOS thì mình cũng chưa rõ lắm. À có cả đây này, có cả trên iOS Play và web app này đều có nhé. Đó, thì với cái dự án này chúng ta chỉ việc bấm vào nút đăng ký thôi để tham gia vào cái đăng ký sớm và nhận cái airdrop trong tương lai. Thì đây là cũng là một cái kèo khá là ngon mà lại hoàn toàn free nhé. Anh em đừng bỏ qua. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.